Trưa nay, đội tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc để khép lại chuyến tập huấn một tuần tại xứ Kim Chi. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là các nhà đương kim vô địch K-League Jeonbuk Hyundai Motors. Đội tuyển Việt Nam tỏ ra vượt trội và có chiến thắng áp đảo. Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự vượt trội khi có bàn thắng dẫn trước ở ngay phút thứ 10 của Quang Hải và cũng chỉ mất thêm hơn 10 phút nữa để các cầu thủ áo đỏ có được bàn nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm giữ thế trận, nhưng đại diện của Hàn Quốc đã có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút thứ 56. Dù vậy, trước khi trận đấu khép lại, đội tuyển Việt Nam đã tái lập lợi thế dẫn 2 bàn với pha lập công của Doãn Ngọc để ấn định chiến thắng 3-1. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Đây là trận đấu cuối cùng trong 3 trận đấu, 2 trận trước ra đều thắng với tỷ số 2-0. Trận đấu này, ông Kim Sang-sik tung vào sân cao thủ như là Nguyễn Philip, Tiến Dũng, Việt Anh, Thanh Bình, Duy Mạnh, Văn Thanh, Quang Hải và Ngọc Quang. Có người đặt ra câu hỏi rằng đây, cái chuyến tập huấn này rồi là các trận đấu vừa qua liệu đã giúp cho ông Kim tìm ra được bộ khung chuẩn xác cho tuyển chưa? Tôi cho rằng là chắc chắn là phải tìm được bộ khung rồi. Tất nhiên cầu thủ Nam Định đá cúp châu Á thì họ chưa trở về, nhưng mà Nam Định là những ai, những vị trí đấy có thể đá chỗ nào thì ông Kim cũng hình dung được. Và tôi nghĩ rằng là tôi có cảm giác là cầu thủ Nam Định ấy lên đội tuyển là có thể là họ đều sẽ trụ lại được để thi đấu tại AFF Cup. Ông Kim qua 3 trận đấu vừa rồi thì đã có những cái sáo sới, những thử nghiệm. Chúng ta có cả những người kinh nghiệm, những người trẻ tuổi kết hợp với nhau, đã chơi với sơ đồ cũ, duy trì thời ông Park, rồi là chuyển sang đá cả 4 hậu vệ nữa. Tóm lại là vỡ vạc ra nhiều miếng chiến thuật và tôi cho rằng là như thế cũng là đủ rồi. Chúng ta có những cuộc cọ sát, rồi là có các cái trận đấu mà hiệp 1 đá một đội hình, hiệp 2 đá một đội hình, xong rồi trận sau lại xoay lại. Đấy, thì các cái trận đấu gặp Ulsan Citizen với cả Daegu là như vậy. Hiệp 1 một đội, xong rồi hiệp 2 là một đội hình, trận sau lại xoay ngược lại, đội hiệp 2 lại đá hiệp 1. Như vậy là tôi cho rằng chúng ta cũng đã có những cái trải nghiệm rất là tốt rồi. Thế thì cao thủ Nam Định lên tuyển đều là những người có chuyên môn, thành ra tôi cho rằng là khả năng cao là tất cả họ đều sẽ bám trụ lại được. Và đội tuyển như vậy là cũng đã rõ rồi, chúng ta có những cái sự sàng lọc, có cả những cầu thủ kỳ cựu và cả những nhân tố trẻ. Những cái nhân tố mà còn sót lại từ thời ông Park ấy, thì lúc này cái lứa U20 thế giới vẫn đóng vai trò quan trọng. Thế còn lứa cầu thủ trước đây như là đã từng đi U19 Việt Nam với nhau, như là Đỗ Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, thì bây giờ còn có thủ môn Văn Lâm thôi. Mà Văn Lâm thì với cả Philip Nguyễn là sẽ cạnh tranh trong cầu môn bắt chính, tôi nghĩ là như vậy. Lứa Thường Châu thì Thường Châu trước đây chúng ta có nòng cốt là U19 quốc gia năm 2014 kết hợp với cả cái lứa đi U20 thế giới 2017. Đấy là lứa Thường Châu, thì cái thành phần mà U19 của các năm 2023-2024 bây giờ cũng còn lại rất là ít thôi. Duy Mạnh là một trong những hiếm hoi. Thế còn cái lứa U20 thì bây giờ đóng vai trò quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là anh em thì tôi cảm nhận được là tinh thần của họ đã tốt lên nhiều. Chúng ta có một giai đoạn bị nghi ngờ, bị lắng xuống, nhưng bây giờ có vẻ như một chuyện tốt rồi. Và chuyến thắng vừa rồi rất là bổ ích. Chắc chắn ông ấy đã ra được cái bộ khung của mình rồi.